Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của vietan.tv. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh flan bí đỏ, thơm ngon mềm mịn nhé. Trước tiên với bí đỏ sau khi mua về mình sẽ rửa sạch, sau đó là cắt phần nắp và bỏ ruột ra nhé. Tiếp đến chúng ta đập một quả trứng vào bát và thêm một xíu muối. Sau đó cho thêm 120ml sữa tươi. Ở đây các bạn có thể dùng loại sữa tươi không đường hoặc có đường đều được nhé. Nếu như các bạn đã sử dụng sữa tươi có đường thì các bạn không cần cho thêm đường nữa. Và lượng đường thì tùy vào khẩu vị của các bạn nhé. Sau đó khuấy đều hỗn hợp này lên và chúng ta sẽ lọc qua dây để hỗn hợp này được mịn hơn. Giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị nồi để hấp bí nhé. Mình sẽ đổ hỗn hợp trứng và sữa này vào trong trái bí. Các bạn cần lưu ý đừng đổ hỗn hợp này quá đầy nhé. Đó, chúng ta sẽ đậy nắp quả bí lại và đậy nắp nồi và hấp trong vòng 30 phút. 30 minutes later. Sau khi đã hấp được 30 phút thì các bạn hãy mở nắp quả bí ra. Các bạn cũng cần chuẩn bị một quả trứng và chúng ta sẽ đập ra bát, sau đó là khuấy đều và lọc qua dây. Rồi đổ lớp trứng này lên mặt bánh. Mình sẽ đổ một lớp mỏng thôi nhé, để chút nữa chiếc bánh của chúng ta trông sẽ đẹp mắt hơn. Sau đó các bạn sẽ hấp trong vòng 5 phút nữa và chúng ta sẽ không cần đậy nắp của quả bí lại nữa nhé. Chúng ta chỉ cần đậy nắp nồi thôi. 5 minutes later. Và đây là quả bí của chúng ta sau khi đã hấp chín rồi này. Mình sẽ lấy ra để các bạn cùng quan sát nhé. Bây giờ mình sẽ cắt bí và lấy lên cho các bạn cùng quan sát kỹ hơn nhé. Phần flan của chúng ta rất mềm và sánh mịn, lại có màu sắc đẹp mắt nữa, phải không nào? Các bạn hãy nhanh tay lưu lại công thức để làm và cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công với món flan bí đỏ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên dành tặng cho chúng mình một like và subscribe kênh nhé.